Tuần này thì Ly sẽ làm video breakfast in the week để cho mọi người xem những cái món ăn sáng mà mình làm gần đây. Sáng nay mình có nước cam thì tăng vitamin C, phòng chống dịch bệnh. Chúng mình có oat milk, chúng mình có almond butter, đây là cái bơ hạnh nhân mà mình tự làm cùng với cả cacao của Maruj, xong rồi chia seed và muối, muối hồng. Nói chung là cực kỳ healthy và mình rất thích ăn món này với cả bánh mì cùng với cả chuối. Và đó là tại sao ở trên cái đĩa này của mình hôm nay thì chúng mình có một quả chuối, một quả trứng scrambled egg cùng với cả cheese mình rắc lên và với gia vị everything bagel cùng với cả bánh mì đen. Mình mua bánh mì đen nguyên cám ở Saint Jorge và hôm nay thì mình đã cắt được 3 miếng ra để chúng mình ăn. Let's go. Mình sẽ uống hết nước cam trước, xong rồi sau đấy mình mới uống sữa. Dạo này thì mình đang cố gắng cai, không uống cà phê mọi người ạ. Đang cố gắng đấy. Hôm nào mình cảm thấy mình nhiều việc thì mình mới uống cà phê. Bây giờ thì mình sẽ ăn một miếng trứng. Bánh mì đã được nướng lên rất là ngon. Ngon lắm. Bánh mì giòn, đúng kiểu bánh mì đen. Hơi trứng thì mềm xốp, và có thêm một chút cheese để cho nó có gia vị nữa. Và mình dùng với cả everything bagel seasoning thì cũng thật ở Việt Nam không chỗ nó bán cả, mà Ly phải order từ Mỹ về. Nên là sorry mọi người nhá. Rồi bây giờ mình sẽ làm một miếng bánh mì với cả bơ hạnh nhân cho mọi người xem nhá. Ngon lắm mọi người, hãy xem lại cái video mà Ly hướng dẫn mọi người làm món này đi, siêu ngon. Mà ăn với cả chuối lại còn ngon hơn nữa cô. Ly thấy kiểu almond butter nó ngon hơn hẳn so với cả peanut butter luôn. Mình có thể cho lên bất cứ một cái loại bánh mì nào cũng đều ngon hết. Mà nó kiểu tự nhiên, mình còn tự làm ở nhà cực kỳ dễ, không cần phải có bất cứ một cái công đoạn gì cả. Chỉ cần là bạn có một cái máy xoay thịt thôi, that's it. Đây cũng là một cái món snack mà Ly rất là thích trong ngày. Ví dụ mà đói ấy, thì mình sẽ lên trên bếp và nướng một miếng bánh mì, xong rồi sau đấy ăn với cả chuối như này, hoặc ăn không với cả bơ cũng rất là ngon. Đó, ngon không? Xin chào mọi người lại nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Ly. Hôm nay thì Ly làm thử món grilled cheese. Thì thực ra là Ly chưa bao giờ làm món này cả và cũng ít khi ăn. Hôm nay thì vẫn có nước cam và cũng như là có sữa oat meal ở đây. Liệu lần đầu tiên làm grilled cheese của Ly có thành công không nhá? Hơi burn một tí, hơi cháy một tí ở phía một mặt, nhưng mà chắc là ok đâu. Cũng được, nó hơi có vị hạt tiêu, khá là ngon. Pretty good, nhưng mà Ly nghĩ là bánh cần giòn thêm nữa. Tại Ly nhớ là ở bên Mỹ ăn grilled cheese nó, cái bánh nó giòn lắm. Thì Ly sẽ phải nghĩ thêm về phần công thức xem là làm sao để cho nó giòn hơn. Nhưng mà lần đầu thế này thì cũng not bad. Cái món này sẽ khá là no, theo kiểu là nó khá là đầy ấy. Tại vì rất là nhiều thứ ở trong này, trứng này, cheese này, bacon này, bánh mì này, uống sữa sẽ rất là ngon. Mời mọi người.
Linh nghĩ là nếu mà Linh cho điểm thì sẽ cho 7 điểm cho bản thân mình ngày hôm nay. Hello, hôm nay thì Ly hơi lười, thế nên là Ly đã không nấu một cái gì cả mà Ly chỉ order thôi. Thì hôm nay mình order bánh giò, tại vì lâu lắm rồi không ăn bánh giò mà anh Dũng cũng rất là thích ăn bánh giò, thế nên là Ly đã order bánh giò. Và bánh giò thì không thể nào có thiếu Chinsu. Bánh giò hôm nay thì Ly mua ở Bác Tôm, tại vì tiện order mấy thứ mua Bác Tôm ấy. Mình có nửa củ khoai lang luộc và với cả một cốc sữa oat meal. Thì hôm nay đơn giản thì thôi, tại vì thực sự là tối qua Linh ngủ không được ngon lắm, sáng nay 5:30 sáng đã bị tỉnh rồi, thế nên là mình ăn uống nhẹ nhàng thôi cho nó thoải mái, chứ không thì mệt. Bánh giò mà có Chinsu thì siêu ngon. Ly thực sự là Ly không thích ăn mấy cái kiểu bánh giò mà có nhiều topping, kiểu cho thêm chả này, cho thêm giò. Ngày trước Ly hay ăn một cái bánh giò ở chỗ Ngô Thì Nhậm của một cô bán rất là ngon. Cách đây mấy tháng Ly mua thử lại thì Ly lại không thấy ngon nữa. Thì có một hàng khác ở bánh giò ở Thụy Khuê cũng khá là ok. Mình ăn leftover bún riêu từ tối hôm qua. Tối hôm qua là bát bún riêu, thế nên là sáng nay còn 2 bát, đúng 2 bát luôn, để ăn sáng nay. Ngon đấy các bạn. Lần đầu đi làm bún riêu. Toàn vị cua. Thì là thứ bảy rồi và anh Dũng vẫn đang ngủ. Anyway thì hôm nay đây là breakfast của Ly. Thì chúng mình có croissant, có thanh long, có khoai lang luộc và cũng như là có một cốc sữa oat meal. Nói chung là rất là đơn giản và nhà có thanh long đỏ không chất thắp hương cùng với cả khoai lang nữa. Và buồn appetit. Ly rất thích ăn croissant mà nhân với cả trứng và cheese, nó kiểu ngon lắm luôn ấy. Và croissant ở Bread Factory rất là ngon, mỗi tội là nó hơi xa. Nó cái croissant này của Bread Factory nó hơi nhiều dầu hơn so với Singapore phải. Mọi người cũng có thể làm croissant như này, hoặc là mọi người cho cream cheese, cho kem chua, phô mai kem chua lên, xong rồi cho với cả cá hồi sông khói rất là ngon. Chắc là tí nữa Ly còn một cái con sang nữa sẽ làm cái đấy cho anh Dũng, thay vì là làm trứng như của Ly, và uống một cốc sữa. Cheers. Ngon quá. Đây cheese nó chảy ra này. Ngon không? Mình sẽ ăn một miếng thanh long đỏ. Lâu lắm rồi mới ăn thanh long đỏ. Ngọt quá. Good. Ngọt dã man. Ly rất là thích ăn thanh long của anh Dũng thì không? Không hiểu sao. Thank you.
cuối cùng rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng mình trong cái tuần mà Ly sẽ cho mọi người xem những món ăn buổi sáng mà Ly làm. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ có pancake. Hôm nay Ly làm pancake, Ly dùng cái bột hot cake của Hàn Quốc, xong rồi Ly cho một quả trứng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng ăn với nhau nhá. Ly chưa mua được maple syrup, chưa mua được cái syrup mật ong mà để ăn cùng với bánh, thế nên là thôi không sao. Cố gắng mở mãi cái hộp bất này không được. Đây là hộp bất hôm trước anh Dũng mua nhưng mà chưa thể mở được, thế nên chắc là tí nữa là chờ anh Dũng mở. Tại vì cái này là mứt dâu tằm thì Ly nghĩ sẽ rất là ngon với cái pancake này. Thôi không sao. Mình cho cả chia seed ở trong này nữa để cho nó thêm hương vị. Đó là không ăn rồi. Thực sự là thiếu maple syrup thì là một việc không thể nào chấp nhận được. Không sao. Các loại dâu thì mình mua đông lạnh thôi, ở cho ăn nam cho dễ. Tại vì thực ra mấy cái này thì lâu lâu mình mới dùng chứ mình không dùng quá thường xuyên. Ok, vậy đó chính là ngày cuối cùng. Hôm nay là chủ nhật và chúng mình ăn pancake. Ly hy vọng là các bạn đã thích cái video nhỏ nhỏ xinh xinh này của Ly trong cái đợt này. Đợt này mình cũng ở nhà nhiều hơn. Em trợ lý thì vẫn đang cách ly, thế nên là Ly cũng có nhiều thời gian buổi sáng hơn, ngày cũng làm ít việc hơn một chút. Tại vì mình cũng muốn nghỉ ngơi một tí. Và thực sự là không có em bạn trợ lý thì cũng hơi bị tụt mút một chút, không làm được nhiều việc lắm. Nhưng mà thôi, vẫn ra video để cho mọi người được ha. Là thế thôi, video này hôm nay đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau nhá. Bye bye. Ăn sáng vui vẻ nha.